Cái đó xã nào vậy anh? Xã Ly Phước hả? Ngay xã không? Kế bên xã. Kế bên xã luôn hả? Bên sau mà chỗ nhà an toàn không? Toàn hả? Ngay trường học quá hả? Ngay trong toàn cái máy. Ngay trong toàn luôn hả? Kế bên nào? Biết Thanh không? Biết Thanh cặp của điện không? Biết. Gì hả? Đó là chú luôn á. Cái vậy? Chú vợ đó. Thanh là chú vợ hả? Dạ. Vậy sao? Vậy là em phải